Để hôm nay mình dẫn mấy bạn về miền Tây Hậu Giang xem cắt lúa nó vui như thế nào nha. Và trong clip cũng có rất nhiều món ăn ngon luôn đó, các bạn nhớ xem đến hết clip nè. Đợt này mình lại ghé nhà bạn mình chơi ở kênh 8000 Hậu Giang, ngay đúng vào mùa cắt lúa nên dẫn mình ra ruộng chơi xem vui như thế nào. Và buổi sáng thì mấy cô mấy chị đã dậy rất là sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Sẽ có thịt kho và cù lao là hai món ở đây thường nấu nhất. Và còn những món ăn xào bằng hôm ba đám tiệc còn lại, sẽ có tôm kho tàu, bò kho và một số loại chả chiên. Được nêm nếm chuẩn bị miền Tây ăn rất là tuyệt vời luôn. Ở dưới quê bông hoa tươi tốt và đẹp lắm luôn nè. Thường thì người ta sẽ trồng trước sân nhà để ngắm cũng khá là vui. Ăn no và ngắm cây ngắm cảnh xong hết thì mình sẽ bắt đầu đi ruộng. Ban đầu thì mình đã đi ra ruộng hết một đoạn và nhìn thấy những cầu cá này thì các bạn cũng đã biết ở miền Tây rồi đúng không? Còn có thêm những chiếc cầu khỉ huyền thoại thì cũng đi ra ruộng một đoạn khá là xa xin lúng nhiều quá nên phải đi vô và chuyển sang đi chèo xuồng cho dễ dàng hơn. Sẵn thì cũng sẽ đi tham quan một số trái cây mọc quen bờ sông cho mấy bạn xem. Ở dưới quê người ta thường trồng những cây bầu như thế này nè mọi người, cặp sông á, tặng cho nó khỏi đỡ tứ cây, chứ nó cũng tốt nữa, rất là tốt luôn á. Ngoài những dàn bầu thì còn có những dàn mớp. Cái này là của người ta trồng nha nên nếu có hái thì nhớ xin. Vào những mùa nước rút này thì mình thấy trái cây nó không nhiều bằng mùa nước nổi. Và tôm cá thì mình thấy cũng vậy luôn đó mọi người. Đặc biệt thì mình thấy cây dừa cũng được trồng khá là nhiều ở đây. Chắc có thể không cần chăm sóc gì nhiều nhưng cho ra trái dừa uống cũng ngon. Lâu lâu thì cũng sẽ bắt gặp những ghe đi mua dừa chai như thế này, hoặc sẽ có những ghe chở đầu gãy. Ở đây thì cũng có trồng xoài nhưng chủ yếu là để ăn là nhiều. Ngoài ra sẽ có rất nhiều cây cà na mọc dại quen xong. Tới mùa cà na mà lại đem bẻ đem về ngâm đường là ăn hết sảy, hoặc làm mồi nhậu lai gai cũng ok lắm nè. Đôi khi cũng sẽ thấy mấy em vịt đang lội tung tăng nè mấy bạn. Ngoài ra thì mình thấy ở đây cũng được trồng chuối nhiều lắm luôn đó. Sau một hồi cũng đã đến ruộng của chị Hạnh, chị dâu của bạn mình, thì thấy chị đang cắt lúa. Thường thì bây giờ người ta đã cắt bằng máy hết, riêng những chỗ đất lún thì phải cắt bằng tay. Ngồi nói chuyện với chị một xíu rồi mình sẽ đi qua ruộng của chú Tư nha, xem thử bên đó có trái cây gì ăn không nè. Trên đoạn đường đi thì mình thấy có rất nhiều cây sung, có cá bắp, đu đủ và cóc, còn lại sẽ là những cây dừa và chuối và cana thôi. Do ở đây chủ yếu người ta trồng lúa là nhiều nên cũng ít trái cây. Qua bên chú Tư thì mình thấy người ta đã cắt những chỗ lún xong và gom lúa lại một chỗ. Định là sẽ ở đây quay máy cắt lúa cho mọi người xem, nhưng hôm nay thì máy cắt lúa không có lại rồi. Thôi thì để lần sau mình sẽ quay cho mọi người xem. Ở đây mình thấy có cây lộc vườn một dải nữa nè mấy bạn, và rất là nhiều dừa luôn nhưng cao quá không dám leo nên đành phải ôm bụng đói đi vô và dùng cơm thôi. Trên đoạn đường vô thì ở đây mình thấy còn được trồng mít nữa nè. Ngoài ra thì mình cũng thấy nhiều chim cò lắm luôn đó. Còn ở dưới quê lúc nào cũng có nuôi gà vịt nhiều lắm và có nuôi cả ngỗng. Lâu lâu thì cũng sẽ thấy bồ câu và thỏ nữa. Còn cá thì bao la rồi không cần nhắc đến luôn nha. Xong thì vào nhà sẽ ăn cháo với gỏi vịt, một món ăn cũng rất là ngon. Cháo thì nêm nếm dừa ăn thêm thịt bằm giò như vậy nữa là tuyệt vời. Còn thịt vịt thì rất là chắc và ngọt thịt, ăn kèm thêm gỏi nữa là hết sảy luôn. Nói chung thì mình thấy về miền Tây chơi rất là vui, đồ ăn trái cây nhiều lắm. Nên nếu có bạn nào rủ về miền Tây chơi thì tranh thủ đi nha.